Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại chia sẻ với nhau thêm một chút xíu về các cái biến động về vĩ mô và xem là tại sao chúng ta phải quan tâm đến nó và nó ảnh hưởng gì đến cuộc sống vĩ mô của mỗi con người của chúng ta hiện nay. Khi mà Covid xảy ra thì trên khắp tất cả các mặt báo đều nói về câu chuyện là Covid rồi đóng cửa nhà máy rồi phong tỏa vân vân. Sau khi hết Covid thì báo chí lại lan tràn về việc là tình hình tăng lãi suất, đặc biệt là ở Mỹ và sau đó là dần dần là đến Việt Nam. Khi mà mở báo lên thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe tin về việc là tỷ giá đô đồng, tiền đồng hiện tại đã mất giá khoảng gần 4% so với tiền đô kể từ đầu năm rồi. Tỷ giá đô đồng đã lên ở mức cao nhất từ trước đến nay, lên đến gần 24.000 cho một đô. Thì tất cả những cái này tại sao nó lại xảy ra và nó ảnh hưởng gì đến đời sống của chúng ta? Các bạn nên biết rằng là tỷ giá và lãi suất nó có mối quan hệ rất là mật thiết với nhau. Tỷ giá có nghĩa là gì? Nói một cách nôm na là tỷ giá nó chính là cái giá giữa hai đồng tiền, và giá của đồng tiền cũng như là giá của bất kỳ một cái hàng hóa nào nó đều được quyết định bởi cung cầu hết. Khi mà cái nguồn cung của đô nhiều lên thì giá trị đồng đô nó sẽ giảm so với giá trị đồng tiền Việt. Ngược lại, khi mà cung của tiền đô giảm đi vì bất kỳ một cái lý do gì đó thì giá trị của đồng tiền tiền đô nó sẽ tăng so với giá trị đồng tiền Việt. Các bạn có thể áp dụng cái này cho bất động sản, các bạn có thể áp dụng cái này cho lạm phát, tức là giá trị được của đồng tiền so với hàng hóa, hoặc là các bạn có thể áp dụng cái này cho giá xăng, chúng ta đều có thể quy về cái cung cầu của cái hàng hóa đó hết. Thì cung cầu của tiền đô nó sẽ được thể hiện qua cái tỷ giá giữa tiền đô và tiền Việt ở Việt Nam mình. Thì tại sao tiền Việt nó lại mất giá so với tiền đô như vậy trong mấy tháng gần đây? Thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau quy về cái cung cầu của tiền đô tại Việt Nam này. Chúng ta đều biết rằng là trong mấy tháng gần đây thì Fed, tức là cái ngân hàng trung ương ở bên Mỹ, họ liên tục tăng lãi suất để chống chọi lại lạm phát ở Mỹ, đúng không? Và cái việc tăng lãi suất này nó dẫn đến một cái hệ lụy cho các nền kinh tế khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thay vì họ đẩy đi để đầu tư ở các nước thì bây giờ cái tiền đô đó sẽ hút về Mỹ, do là cái lãi suất ở bên Mỹ nó cao. Trước đây nếu mà các bạn tiền đô ở Mỹ gửi gửi lãi suất ở ở Mỹ thì có khi là chỉ không phẩy mấy phần trăm tới dưới 1%. Bây giờ nếu mà gửi ở Mỹ thì có khả năng sẽ cao lên đến gần đến 3-4%, tức là một cái mức độ rất là lớn. Thế thì khi mà toàn bộ tiền đô đã rút về từ từ khắp nơi trên thế giới chuyển về Mỹ thì ở Việt Nam mình cái nguồn cung tiền đô nó sẽ giảm đi một cách nhanh chóng. Và nguồn cung tiền đô giảm đi một cách nhanh chóng thì rõ ràng là cái nhu cầu tiền đô nó vẫn vậy, nó không thay đổi, thì rõ ràng là sẽ dẫn đến một cái hệ lụy là giá tiền đô so với tiền đồng nó sẽ tăng lên. Và cụ thể là nó đã mất giá khoảng 3,6% trong năm vừa rồi. Và nếu mà các bạn thấy thì nó cũng gần như là tương đương với cái mức tăng lãi suất mà ngân hàng nhà nước, ngân hàng trung ương của Mỹ, tức là Fed, Federal Reserve đấy, họ tăng cái mức lãi suất ở bên Mỹ. Thế thì việc biến động tỷ giá này hoặc là việc đồng tiền mất giá so với cả đồng đô này nó quan trọng đến mức nào mà báo chí lại viết về nó và mọi người đều bắt đầu nói về nó? Như các bạn biết là Việt Nam mình là một nền kinh tế mở, tức là chúng ta có giao thương với tất cả các nước trên thế giới. Mặc dù chúng ta xuất khẩu rất nhiều, như là xuất khẩu gạo, như là xuất khẩu cà phê, nhưng mà chúng ta cũng phải nhập khẩu rất là nhiều, và hầu hết là nhập khẩu những cái mặt hàng có cái giá trị rất là lớn, ví dụ như là điện thoại, đúng không? Smartphone, ví dụ như là xe hơi, ví dụ như là xe máy. Thậm chí chúng ta là một nước xuất khẩu dầu thô, nhưng chúng ta lại phải nhập khẩu dầu lọc để sử dụng cho việc sản xuất, việc vận hành của xe cộ. Thì tất cả những cái nhu cầu đó, cái công cụ để mua bán những cái sản phẩm đó chính là tiền đô. Tiền đô là công cụ thanh toán khi mà chúng ta giao thương với thế giới. Và chính vì vậy thì cái nhu cầu tiền đô ở Việt Nam mình là luôn thường trực. Và khi mà nhu cầu tiêu dùng của nền kinh tế nó tăng lên thì nhu cầu tiền đô nó tự động nó sẽ tăng lên. Vậy trong bối cảnh này, khi mà tiền đô bị hút ra khỏi nền kinh tế Việt Nam quay về Mỹ, trong khi đó nhu cầu nhập khẩu vẫn như vậy, chúng ta vẫn phải mua điện thoại, chúng ta vẫn phải mua xăng, chúng ta vẫn phải thậm chí là mua rau từ Trung Quốc, đúng không? Mua trái cây từ Trung Quốc, thì cái nhu cầu tiền đô nó vẫn tăng.
thì đó là lý do tại sao mà tỷ giá tiền đô đồng nó có xu hướng tăng, tức là đồng đồng tiền Việt nó đang bị mất giá rất là mạnh khi mà cái nguồn cung tiền đô nó không còn dồi dào như trước nữa. Đó là cũng là lý do khi mà tỷ giá tăng như vậy mà chúng ta có nhu cầu phải nhập khẩu vẫn tăng, thì nó sẽ dẫn đến một hệ lụy là nước ta sẽ nghèo đi. Tiền lương của chúng ta không thay đổi nhưng mà bản chất chúng ta nghèo đi. Trước đây là 23.000 thì bây giờ là 24.000 rồi. Thì rõ ràng là nước ta đang nghèo đi nếu mà không làm gì hết. Đó là lý do tại sao mà tỷ giá là một cái chỉ số vĩ mô rất là quan trọng mà báo chí, nhà nước, chính phủ rất là quan tâm để đảm bảo được cái đời sống, đảm bảo được cái giá trị thực của đồng tiền nó không bị mất giá so với các cái đồng tiền ngoại tệ mạnh, cụ thể là đồng tiền đô. Chúng ta có thể không quan tâm đến tỷ giá nhưng mà nó tác động trực tiếp đến cái ví của các bạn hàng ngày. Cho nên là một là một nhà đầu tư, tỷ giá là một cái thứ mà chúng ta cần phải quan tâm tới để xem nó biến động như thế nào. Trong trường hợp mà tỷ giá đô biến động quá mạnh thì rất là nhiều những cái cá nhân, những cái nhà đầu tư họ tạm thời trú ẩn, họ không giữ tiền Việt nữa, họ tạm thời trú ẩn bằng cách là họ chuyển sang giữ tiền đô để bảo vệ họ trước những cái biến động về tỷ giá rất là mạnh mẽ như gần đây. Thế thì nhà nước mình, cụ thể là ngân hàng nhà nước đã làm gì để mà bảo vệ, để mà ngăn chặn cái việc biến động này trong trong ngắn hạn? Thì các bạn nếu đọc kỹ thêm thì chúng ta sẽ thấy rằng là ngân hàng nhà nước trong thời gian gần đây đã phải bán đô rất nhiều. Tức là ngân hàng nhà nước họ cũng có một cái nguồn dự trữ đô trong túi giống như cá nhân vậy, đại gia đình ấy. Nếu các bạn biết rằng là những gia đình mà có người thân ở bên Mỹ thì các bạn cũng sẽ biết rằng là rất là nhiều gia đình có một cái nguồn dự trữ đô trong gia đình. Thì tương tự như vậy, ở Việt Nam mình ngân hàng nhà nước cũng có một cái nguồn dự trữ đô, và khi mà tỷ giá biến động như vậy thì ngân hàng phải bán đô ra nền kinh tế để tạo thêm cái nguồn cung của tiền đô, và khi tạo thêm nguồn cung đó thì tỷ giá được ổn định. Tuy nhiên thì cái dự trữ đó nó cũng có hạn. Chúng ta vẫn là một nước nghèo, chúng ta không có nhiều đô dự trữ, cho nên là bán đô đến bao giờ thì đủ? Bán hết à? Bán hết thì nó rất là nguy hiểm đối với nền kinh tế. Cho nên là chỉ bán được một chừng mực nào đó thôi các bạn. Đến một lúc nào đó thì chúng ta phải dùng một cái công cụ khác để ổn định, và đó chính là công cụ lãi suất. Gần đây các bạn đã thấy rằng là ngân hàng nhà nước đã phải tăng lãi suất tiền gửi thêm 1% nữa để thu hút thêm cái nguồn tiền vào vào trong ngân hàng và thu hút thêm cái nguồn tiền vào nền kinh tế. Và đó là một cái biện pháp để ngăn chặn cái việc tiền đô họ chảy ra khỏi nước. Tại vì khi mà lãi suất của tiền Việt tăng lên như vậy thì cái độ thu hút của tiền Việt nó được tăng lên, và thay vì là người ta gửi ở bên Mỹ thì người ta có thể tiếp tục gửi ở Việt Nam, và như vậy thì có thể một phần ngăn chặn cái sự dịch chuyển của tiền đô từ Việt Nam ra nước ngoài. Như vậy thì ngân hàng nhà nước sẽ phải tăng lãi suất đến mức nào cái việc mà chảy máu dòng tiền nó không xảy ra nữa, tiền đô nó sẽ quay lại nền kinh tế Việt Nam? Thì chúng ta sẽ đưa ra một cái ví dụ để giải thích là, giả sử như là chúng ta gửi tiền đô ở Mỹ trong vòng 6 tháng lãi suất là làm tròn thành 3,5%. Nếu chúng ta gửi ở Việt Nam thì cái mức lãi suất sẽ là 5% gửi bằng tiền Việt. Như vậy là đang có cái mức chênh lệch là 1,5%, đúng không các bạn? Thì nghe chừng có vẻ như là gửi Việt Nam vẫn có lời hơn. Tôi đi vay, tôi mang tiền bên Mỹ, tôi gửi Việt Nam mình, tôi được 5%, xong rồi tôi chuyển về Mỹ sau 6 tháng là tôi đã hưởng chênh lệch rồi. Thế nhưng mà trong bối cảnh mà tỷ giá không biến động, tỷ giá ổn định thì thực sự là chúng ta được hưởng 1,5% chênh lệch đó. Thế nhưng mà tiền Việt mình thường có xu hướng là bị mất giá so với tiền đô, và đặc biệt trong bối cảnh lúc này, giả sử như là sau 6 tháng cái tiền Việt bị mất giá 3,6%. Thế như vậy rõ ràng lãi suất thực nhận của các bạn sẽ chỉ là 5,5% trừ đi 3,6%, tức là cuối ngày khi mình chuyển sang tiền đô thì lãi suất thực nhận của chúng ta sẽ chỉ còn có là 1,4%. Như vậy rõ ràng là thấp hơn nhiều so với cái mức lãi suất 3,5% nếu mà chúng ta gửi ở Mỹ, đúng không? Vậy thì khi mà đồng tiền mất giá 3,6% một năm như vậy thì lãi suất nó sẽ chỉ cân bằng, tức là cái dòng tiền nó sẽ chỉ cân bằng khi mà lãi suất ở Việt Nam tăng lên sao cho lãi suất thực nó bằng ở bên Mỹ là bằng 3,5%. Tức là khi đó chúng ta phải gửi ở Việt Nam với mức lãi suất là 3,5% cộng 3,6%, tức là 7,1%.
nó mới đạt được cái điểm cân bằng. Như vậy nếu mà chúng ta nhìn vào cái tất cả các chỉ số này, là đây là những cái ví dụ rất là thực tế để mình nhìn vào đây và mình thấy là rõ ràng là lãi suất hiện tại nay gửi ngân hàng đang khoảng 6% một năm, nó vẫn đang ở mức thấp. Và để giữ được cái tỷ giá không biến động nữa, cái việc tăng lãi suất 1% gần đây là chưa đủ và khả năng là sẽ còn phải tăng nữa, trừ phi ngân hàng nhà nước muốn hy sinh tỷ giá. Thì đây là một cái bài toán mà chúng ta đang phải đối đầu vào. Một là chúng ta hy sinh tỷ giá hay là chúng ta hy sinh lãi suất, tức là chúng ta hy sinh tăng trưởng kinh tế. Tại vì khi mà lãi suất tăng lên đến mức 7,1%, 7,2% thì việc đi vay ở trong nước nó sẽ đắt đỏ hơn, tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại. Thì đây là một cái bài toán khó ở Việt Nam. Chúng ta phải đánh đổi giữa hai cái đó, trong khi ở bên Mỹ họ sẽ chỉ phải giải quyết một vấn đề thôi, đấy là vấn đề lạm phát, đó là vấn đề lãi suất. Còn Việt Nam thì sẽ phải có thêm bài toán là bài toán tỷ giá nữa. Đó là lý do tại sao mà sau khi câu chuyện lãi suất nó xảy ra thì nó sẽ đến là câu chuyện tỷ giá ở Việt Nam. Nó sẽ là câu chuyện từ bây giờ đến cuối năm. Tại vì từ bây giờ đến cuối năm thì cái nhu cầu nhập khẩu nó sẽ vẫn tiếp tục tăng lên, áp lực tỷ giá sẽ còn, cái việc mà đồng tiền mất giá sẽ tiếp tục xảy ra, và cái việc áp lực lên lãi suất vẫn còn xảy ra từ bây giờ đến cuối năm, ít nhất là đến Tết. Hy vọng là sau Tết thì mọi chuyện nó sẽ được bình ổn lại. Tại vì cái nhu cầu về nhập khẩu, nhu cầu về tiêu dùng cuối năm cho đến Tết là cái thời điểm cao trào của nền kinh tế, đó là cái chu kỳ đi lên của nền kinh tế. Thì hy vọng rằng là thông qua đây thì chúng ta sẽ hiểu thêm một chút xíu về mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá, mối quan hệ về tại sao ở bên Mỹ họ tăng lãi suất thì nó lại ảnh hưởng rất là lớn đến Việt Nam như vậy. Tại vì nền kinh tế Việt Nam chúng ta cần rất nhiều cái nguồn tiền từ nước ngoài để phát triển, cho nên là chúng ta sẽ bị tác động rất là lớn đến khi mà cái lãi suất ở bên Mỹ họ có cái sự điều chỉnh như vậy. Giải pháp gì cho chúng ta ở thời điểm này, khi mà lãi suất tăng, khi mà tỷ giá biến động, khi mà đồng tiền mất giá, khi mà chúng ta nghèo đi, khi mà nguy cơ khủng hoảng, nguy cơ thất nghiệp nó treo trước mặt và mùa đông có vẻ đang sắp tới. Giải pháp cho nó thì mời các bạn nghe ở những cái podcast trước đây, chúng ta cũng đã thảo luận rất là nhiều về những cái giải pháp trong lúc này. Hy vọng rằng là cái thông tin này bổ ích cho các bạn để chúng ta hiểu thêm một chút xíu về những cái diễn biến trong nền kinh tế, trong bối cảnh mọi thứ đều rất là bất an, đang rất là biến động trong lúc này. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái podcast tiếp theo.